Chào các bạn. Nói thiệt các bạn chứ bữa giờ nhóm Thái Lớn làm việc toàn là vậy không à. Các bạn có bao giờ nghĩ là có một ngày xe hơi mà được bán online hay không? Đôi khi nhìn lại Thái Lớn thấy cũng có cái hay của nó. Môi trường nó thay đổi, làm cho con người của mình thích nghi. Mình cũng không nghĩ là mình thích nghi được nhiều như thế. Và sau một thời gian làm thực tế thì Thái Lớn thấy chính ra ô tô mua bán online cũng dễ. Không có gì là khó khăn hết các bạn. Bên cạnh đó là được một cái nữa là Thái Lớn thực tế thấy rằng khách hàng được tiết kiệm thời gian và chi phí nhiều hơn rất là nhiều so với cái cách bán hàng truyền thống, so với cách mua hàng truyền thống của khách hàng trước đây. Ví dụ như một khách hàng ở cách Thái Lớn khoảng 1 tiếng đồng hồ đi lại, phải thuê một chiếc xe, bận đi bận về không là mất 2 tiếng, lên coi xe nói chuyện rồi tham khảo đồ các thứ cũng phải 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Như vậy chỉ nói tới cái đoạn mà để chọn cho mình được cái xe đúng màu mình thích, đúng giá mình cần và đặt cọc thôi. Phan nói cái chuyện làm hồ sơ giao xe thì khách hàng cũng mất ít nhất là 1 buổi và chi phí đi lại. Trong khi đó bữa giờ mấy bạn bán, Thái Lớn quan sát thấy là khách hàng cứ ngồi ở nhà rỉ rả cần thông tin gì, cần so sánh gì, màu xe, loại xe, các kiểu, giá cả, khuyến mãi. Các bạn hoàn toàn có thể cung cấp cho khách hàng thông qua các clip mà Thái Lớn đã làm so sánh, để so sánh. Màu xe các bạn có thể chụp thêm nếu như khách hàng cần cái màu đặc biệt. Rồi giá cả khuyến mãi các bạn có thể tư vấn qua điện thoại và gửi báo giá qua Zalo, Viber hay các công cụ nền tảng Facebook, Messenger, vân vân và vân vân. Khách hàng cũng ngồi ở nhà, nhận được đầy đủ thông tin hết, hoàn toàn có thể so sánh và đưa ra quyết định cho mình. Và khi chốt vấn đề, khách hàng chỉ cần gọi cái các bạn làm hợp đồng, khách hàng chuyển cọc là xong. Tuy nhiên, với những khách hàng mua online, bữa giờ Thái Lớn bán thì cũng còn tồn tại một vài cái lo lắng. Đó là lý do hôm nay Thái Lớn làm clip này. Ví dụ như là làm sao ngồi ở nhà mà mình vẫn so sánh chọn lựa được lấy Vios G hay Vios E, màu nâu vàng hay màu trắng, hay là lấy xe 7 chỗ hay 5 chỗ. Rồi giá cả khuyến mãi làm sao mà ngồi ở nhà mình mới so sánh được. Phải đi tới thực tế thì mới có giá giảm thêm đúng không? Lo lắng thứ ba nữa là sợ mất tiền khi mà mình ngồi ở nhà mình chuyển khoản. Lo lắng thứ tư là khách hàng sợ chuyển xong hết rồi không giao xe hoặc là giao xe không được. Bây giờ Thái Lớn chia sẻ lại những cái giải pháp cho những cái lo lắng bên trên mà nhóm Thái Lớn đã áp dụng để những ai đang muốn mua xe online mà còn băn khoăn. Các bạn xem nhé. Thái Lớn cũng biết rằng là khi bạn đi chọn cho mình chiếc xe, bạn còn nhiều cái phân vân và bạn ai cũng muốn lên đây để mà nhìn thực tế cái xe, rồi nhìn thực tế cái màu, rồi nên chọn bảng cao hay bảng thấp, nên chọn 4 chỗ hay 7 chỗ vân vân. Tuy nhiên là tất cả những cái thông tin đó, so sánh đó để đưa ra một chọn lựa cho khách hàng, Thái Lớn đã làm clip trên kênh hết rồi. Nếu như các bạn chưa có coi hay là gì nó nhiều clip quá, các bạn không biết là phải chọn cái nào, thì các bạn chỉ cần gọi điện cho nhân viên giống Thái Lớn, các bạn sẽ hiểu được ý của các bạn và lọc ra trên kênh của Thái Lớn, gửi qua Zalo cho các bạn và bạn xem đúng vô cái trọng tâm của mình. Nếu bạn cần chi tiết hơn thì bãi xe đang có sẵn giao ngay vậy, các bạn thấy không, quá trời. Anh em sẽ ra chụp thêm một vài tấm hình nữa, tập trung vô những cái mà bạn muốn, những cái mà bạn cần so sánh và gửi thêm cho các bạn nữa. Tới đây bạn hoàn toàn có thể hình dung được và chọn cho mình chiếc xe nào. Còn về màu sắc thì hầu như những khách hàng nào mà chuẩn bị chọn cho mình cái xe cũng quan sát những người bạn bè xung quanh, những xe trên đường. Thái Lớn nghĩ 80% các màu mà trên dòng xe Toyota mà bạn chọn là phổ thông và các bạn cũng cảm nhận được rồi, cũng ướm chọn cho mình rồi. Còn lại 1-2 màu các bạn chọn theo phong thủy hay những màu đặc biệt của Toyota thì các bạn cần anh em ra lấy điện thoại chụp và canh sáng, canh màu giống như trên hình nhất có thể để giúp cho các bạn. Một cái lo lắng thứ hai nữa là cái vấn đề giá cả khuyến mãi. Như trước đây tâm lý các bạn đi mua xe, các bạn muốn lên tận showroom để thể hiện sự thiện chí của mình và có thể là được giảm thêm hoặc tặng thêm quà gì đó. Hay là nhóm Thái Lớn cũng đã từng nói là khi khách hàng lên showroom thì được giảm thêm. Tuy nhiên bây giờ cái thời buổi đó thay đổi và các bạn an tâm, tất cả những cái đó Thái Lớn và nhóm Thái Lớn cũng thay đổi. Chỉ cần khi các bạn chọn được cái xe và thông qua các cuộc điện thoại, các bạn cần chốt giá
nhóm thái lớn vẫn chốt thêm cho các bạn so với cái giá mà thái lớn khuyến mãi ở trong clip tại cái thời điểm bạn chốt đơn hàng. Nói tới đây thì thái lớn biết rằng một số bạn sẽ thắc mắc là ngồi ở nhà làm sao mà biết được cái giá này có phải là giá tốt hay chưa. Nói vậy thôi chứ thực tế thái lớn thấy nếu mà bạn thực sự quan tâm, thực sự cần xe và muốn mua xe trong ngay cái thời điểm đó đó thì thế nào các bạn cũng sâu sát thị trường, và khi làm việc cái nhóm thái lớn á, các bạn cũng sẽ so sánh được, cũng thấy được đâu là giá tốt và đâu là cái người phục vụ tốt và đâu là cái chỗ tạo niềm tin cho các bạn để các bạn quyết định liền à. Cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề cũng hơi nhạy cảm. Với nhiều khách hàng thì chuyện này là bình thường, nhưng mà với một vài khách hàng không quen thì thấy nó là vấn đề tế nhị và nhạy cảm, mà nhiều khi khách hàng ngại nói ra. Đó là khi tôi cả nể anh xem kênh anh rồi chọn nhân viên anh giúp tôi chọn cái xe đầu xong xuôi hết rồi, nhưng mà chỉ còn lăn tăn cái là bây giờ tôi chuyển tiền cọc hay tôi chuyển tiền thanh toán lần hai thì không biết là tiền tôi có bị mất hay không. Có người nghĩ thẳng luôn nó hẳn ra là nhiều khi chuyển tiền xong mấy ông bợ luôn cục đó mấy ông đi sao, đang dịch khó khăn quá đâu có ai biết được. Rồi hồi buổi giờ đó là có nhiều người nổi tiếng hơn Thái Lớn luôn đó mà còn tin không được, thì Thái Lớn đâu có là cái gì. Ok, các bạn cứ nói thiệt ở đây, Thái Lớn giùm, nói giùm các bạn, không có vấn đề gì phải ngại hết. Thái Lớn muốn chia sẻ để các bạn hiểu chuyển khoản này là có an toàn hay không. Thứ nhất là các bạn chuyển khoản là vô cái danh sách số tài khoản mà công ty Thái Lớn đã có sẵn đây nè. Chuyển khoản là chuyển khoản cho công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota An Thành Fukushima, chứ không phải là chuyển khoản cho cá nhân Thái Lớn. Như vậy, để mà các bạn quyết định chuyển khoản thì nhân viên đã làm cái hợp đồng và gửi qua Zalo cho các bạn hoặc gửi tận nhà. Trên hợp đồng cũng có cái tên công ty đó. Lâu nay, mấy năm nay ông Thái Lớn ông làm cái tên công ty đó. Bây giờ nhận được cái tờ hợp đồng cũng đúng tên công ty đó, cũng đúng địa chỉ đó. Có một cái số tài khoản nằm trong một số cái danh sách này và được ký đóng dấu cũng cái dấu Toyota An Thành Fukushima đó. Nếu các bạn đưa ra hành động căn cứ vào cái số hợp đồng, số tài khoản trên cái hợp đồng đó với số hợp đồng đó các bạn chuyển khoản, điều đó có nghĩa là các bạn đang giao dịch một số tiền với công ty Toyota An Thành Fukushima, và công ty của Thái Lớn sẽ chịu trách nhiệm với các bạn thông qua cái hợp đồng mà các bạn đã thấy. Nói vậy chứ Thái Lớn cũng biết có nhiều cô chú ở quê chuyên sử dụng tiền mặt, ít có sử dụng chuyển khoản, ít tiếp xúc ngân hàng. Nghe cái cách muốn mua xe nhưng mà nghe cái cách mà chuyển khoản rồi về sau nghe nó có gì đó nó mông lung, đúng không quý vị? Nó mông lung rồi nó cảm thấy nó không an tâm. Không biết là tiền của mình đó, chuyển vậy rồi là nó có vô công ty này không hay là nó chạy đi đâu mất. Chính vì những cái băn khoăn dạng dạng như cô chú như thế thì Thái Lớn mới thấy rằng những gì Thái Lớn làm nó mới có giá trị cho cộng đồng. Và anh chị cô chú nào trong cái trường hợp này đừng có lo, có nhân viên của Thái Lớn hướng dẫn. Thái Lớn sẽ nhờ Tâm nó kể lại một vài trường hợp Tâm hướng dẫn. Những cái dạng cô chú mà không quen chuyển khoản mà cuối cùng vẫn chuyển khoản được, mà không những mua xe được một lần mà có thể mua được hai lần. Dạ. Các trường hợp này thì em cũng gặp rồi, và đặc biệt là ở các cô chú ở tỉnh thì đa phần là có nhiều cái lo sợ như vậy. Thì ở đây em xin phép chia sẻ một vài ví dụ mà em đã hỗ trợ khách hàng chuyển khoản cọc online mà mình không phải cần tới trực tiếp ở công ty. Dạ. Thì lúc trước có một chú khách ở tỉnh, thì khi mà xong xuôi hết, chốt giá cả xong xuôi, em cũng báo giá này kia, tất cả các thứ xong xuôi hết, tới lúc mà giai đoạn chuyển cọc thì chú nói chết rồi, Tâm ơi, chú đó giờ chú còn không biết có gửi tiết kiệm này kia, chú cũng chẳng biết chuyển khoản cho con sao nữa. Thì em cũng trấn an cho chú, và chú, em cũng hướng dẫn chú là chú báo với con đi, ở gần nhà mình nhất á, từ nhà mình qua ngân hàng á, thì ngân hàng nào mà gần nhà mình nhất thì mình cứ ra đó. Mình chỉ cần cầm theo cái điện thoại thôi, thì ra tới đó chú gọi điện cho con nha, rồi con sẽ hướng dẫn cho chú tiếp. Là khi chú cũng làm theo đúng cái hướng dẫn của em, chú rất là chân tình. Và ra tới đó là chú đưa điện thoại cho các bạn giao dịch viên. Thì ở tại đó em cũng nhờ bạn giao dịch viên hỗ trợ cho chú là ghi rõ những cái thông tin, và ghi xong thì sẽ để ra đọc với chú để chú xác nhận có đúng không.
Thứ nhất là về thụ hưởng. Thụ hưởng là cái đơn vị nhận tiền của mình, là công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota thành Fukushima. Mình mua xe tại công ty của chúng em, nên cái tên công ty là người thụ hưởng. Và đặc biệt là khi mà giả sử như chú khách của em thì ở gần nhà chú là ngân hàng Aribank đi, thì em sẽ đọc cái số tài khoản Aribank của công ty em cho bạn giao dịch viên để bạn chuyển cùng hệ thống cho đỡ tốn phí và bên em cũng nhận tiền được nhanh chóng nữa. Thì bạn ghi xong xuôi hết và nội dung chuyển khoản em cũng hướng dẫn bạn ghi, và số tiền cọc như thỏa thuận em cũng ghi xong xuôi hết, rồi bạn giao dịch viên đưa cho chú khách để xác nhận một lần nữa. Và hôm đó em cũng rất là may mắn, và giao dịch viên rất là hỗ trợ và ép Zalo của em luôn để chụp hình cái phiếu chuyển tiền trước khi đi lệnh để gửi qua Zalo để em check một lần nữa coi chính xác hay không. Rồi xong xuôi ok hết, rồi em mới nói chú khách là ok chính xác rồi đó chú, là mới đi tiền. Và khi đi tiền xong thì em cũng sợ, là chú cũng có nhiều cái lo sợ là bây giờ đi xong rồi không biết là bên con có nhận được tiền hay không. Thì em cũng nói chú là chú ơi, chú đợi ngồi tại chịu khó ngồi khoảng tầm 15-20 phút để đợi khi mà bạn ấy tra xét cái lệnh đi tiền xong rồi bên con nhận được tiền con sẽ báo, và lúc đó là con xác nhận, rồi lúc đó là chú về nhà cho yên tâm. Và chỉ khoảng tầm khoảng 20 hoặc 30 phút sau, tại vì do là khác tỉnh đó cả nhà nên nó hơi lâu chút xíu. Dạ. Thì khi mà bên em nhận được tiền rồi thì em confirm lại cho chú để chú yên tâm chú về nhà. Dạ. Thì hợp đồng thì em sẽ chuyển theo đường bưu điện này kia về, cũng hướng dẫn cho cô chú ký tên này kia, rồi trả lại hợp đồng hoặc là chụp nhờ người thân trong nhà có Zalo chụp gửi cho em để bên em lưu lại hồ sơ, rồi khi xe về này kia thì hướng dẫn thanh toán tiếp các thứ nữa. Dạ. Cái đó là trường hợp của chú khách của em, là lần đầu tiên luôn, lần đầu tiên trong đời, là có nghĩa là mình ra ngoài trực tiếp tại ngân hàng để giao dịch, để chuyển một món tiền. Đó là đối với những khách hàng mua xe tiền mặt. Còn những trường hợp mua xe trả góp thì thủ tục thẩm định ngân hàng, chuyển online, làm hồ sơ online như thế nào? Dễ hay là khó? Thực tế trong một số thời điểm liên quan tới dịch, khách hàng cũng ngại lên Sài Gòn để ký hồ sơ ngân hàng hay liên hệ với văn phòng của ngân hàng. Về phía ngân hàng cũng đã có giải pháp và đã có những cam kết riêng với đội nhóm Thái Lớn phục vụ cho nhóm khách hàng của mình để có được chỉ tiêu, để có được khách hàng. Cũng giống như cái chuyện mà bạn chọn cái xe online được, bạn so sánh chọn lựa, chốt deal online được, thì ngân hàng cũng có thể hỗ trợ khách hàng, giúp khách hàng thẩm định online được. Điều này rất may mắn là mặc dù Covid làm cho con người ta phải xa nhau hơn, nhưng mà nhờ có công nghệ cũng có thể giúp cho người ta gần lại và giải quyết được vấn đề một cách an toàn. Thực tế các bạn làm rất nhiều trường hợp, khách hàng vẫn có thể ký hồ sơ ngân hàng mà không cần phải bước chân lên tới Sài Gòn. Sau đây Thái Lớn đơn cử một vài trường hợp mà Duy nó đã làm. Dạ chào mọi người. Đầu tiên em cũng rất là cảm ơn các anh chị, cô chú cũng đã ủng hộ em và nhóm tụi em trong cái suốt cái thời gian mà chống chọi với Covid vừa qua. Cũng cảm ơn các bạn ngân hàng đã cung cấp nhiều cái giải pháp mà hỗ trợ duyệt hồ sơ mà linh động hơn cho khách hàng, để mà có thể hỗ trợ cho khách hàng trong cái khoảng thời gian dịch này. Thực sự thì trong thời gian dịch thì hầu như cái dịch vụ nào nó cũng sẽ thay đổi, và bên ngân hàng nó cũng sẽ không có cứng nhắc nữa. Đơn cử như trường hợp em vừa làm hồ sơ cho anh Điền ở dưới Bình Dương á, thì thay vì trước đây ngân hàng họ thẩm định thì họ phải xuống nhà, họ gặp mặt trực tiếp, họ phải có như biết mặt, biết nhà thì họ mới dám cho vay. Nhưng mà bây giờ thì có thể cũng không cần, mà họ chỉ cần gọi điện thoại để khảo sát tình hình trước, rồi sau đó họ gọi video call, gọi qua Zalo cho anh Điền, để anh Điền anh quay cho họ thấy cái nhà, rồi thấy cái cơ ngơi làm ăn của anh Điền hiện tại, rồi kết hợp với lại các cái lịch sử tín dụng của anh Điền trước giờ, là họ yên tâm họ cho vay thôi. Về vấn đề, một cái vấn đề nữa là vấn đề ký hồ sơ vay ngân hàng, thì anh Điền cũng không có cần phải lên trên cái trụ sở ngân hàng ở thành phố ký nữa, mà bạn tín dụng của ngân hàng bạn cũng hỗ trợ mang cái bộ hợp đồng tín dụng vay vốn mang về tới cái chi nhánh VIP ở dưới Bình Dương, để cho anh Điền anh ra ngoài chi nhánh VIP Bình Dương đó ký. Thì tóm lại á, là anh Điền anh có thể hoàn thiện cái bộ hồ sơ vay đó mà anh không cần bước chân ra khỏi thành phố Bình Dương, không cần phải lên thành phố, không cần đi vào vùng tâm dịch, vẫn nhận được xe về nhà. Cái này chỉ là một cái trường hợp tiêu biểu mà em chia sẻ với mọi người. Thì thực sự ra em làm á, nó còn có nhiều trường hợp nữa với nhiều cách linh động khác nhau của ngân hàng, chứ không phải cứng nhắc chỉ lúc nào cũng gọi video call hoặc là lúc nào cũng gọi là mang hồ sơ xuống nhà. Họ có thể có nhiều cái sự linh động khác nữa.
trường hợp như mà anh chị có hợp đồng lao động, có sao kê lương rồi, như giấy tờ nó minh bạch á, thì có thể thủ tục nó sẽ còn đơn giản hơn nữa. Mọi người cứ yên tâm, trong cái khoảng thời gian dịch này, mọi người hoàn toàn có thể làm xong bộ hồ sơ ngân hàng, nhận xe về nhà mà không có cần phải lên thành phố, không cần phải gặp mặt tụi em. Còn một cái lo lắng thứ tư, cũng là lo lắng cuối cùng, lo lắng lớn nhất mà khách hàng sau khi chuyển tiền xong lại sợ là nhiều khi công ty này nó đuối tiền, nó xe chưa có mà nó hối mình thu tiền, xong rồi nó giam tiền mình ở đó, rồi nó không có giao xe mình. Hoặc là mình ngồi ở nhà mình chuyển tiền hết rồi, bây giờ nó cầm cán rồi, và khi nó giao cái xe thì không đúng như thỏa thuận. Ví dụ nó hứa nó tặng mình 10 món nhưng mà giờ nó giao còn có 8 món thôi, hay là xe không sạch sẽ, xe trầy xước, xe không đúng chất lượng. Thì vấn đề này nhóm Thái Lớn giải quyết làm sao? Nói chứ các bạn yên tâm, công ty của Thái Lớn là Toyota An Thành Fukushima, 100% vốn Nhật Bản, vốn của tập đoàn. Ở bên Nhật người ta có 19 cái đại lý như vậy, và người ta đã xây dựng cái thương hiệu này mấy chục năm rồi. Không vì vài trăm triệu người ta đánh đổi đi tất cả những gì người ta đã xây, và với một cái khối lượng tiền lớn như vậy. Thứ hai, Thái Lớn cũng biết tâm lý đó, cho nên là thường thường á, khi mà thông báo các bạn chuyển, sau khi chuyển tiền cọc mà thông báo các bạn chuyển đủ tiền á, nộp tiền lần hai á, là nhóm Thái Lớn kỹ lắm, đi ra kiểm tra cái xe giùm cho khách hàng của mình. Bởi vì nói gì nói chứ lỡ nó có một vết trước, vết chày gì đó, khách hàng cũng kiếm mình đâu, kiếm công ty đâu, đúng không các bạn? Thứ hai nữa là chụp cái số khung số máy, chụp bộ hồ sơ gốc, đúng không? Chụp hình tổng quan cái xe này để cho khách hàng thấy rằng chiếc xe này là dành cho khách hàng, đúng số khung đó, những cái hiện trạng xe vậy vậy vậy, để khách hàng biết chắc chắn rằng xe đã nằm ở đại lý rồi, bây giờ mình có tiền là mình có xe. Còn trước cái ngày giao xe cho các bạn vài tiếng đồng hồ một ngày á, từng nhân viên của nhóm Thái Lớn trên từng chiếc xe phải đi tới kiểm tra coi xe đã vệ sinh sạch sẽ chưa, những cái món phụ kiện nào gắn lên trên xe đầy đủ chưa, có đúng như trên hợp đồng hay chưa, rồi những cái thỏa thuận thêm bên ngoài với khách cá nhân thêm thì cũng đã có chưa, tất cả được kiểm tra và chụp hình gửi cho các bạn thêm một lần nữa trước khi cái xe xuất bến. Bạn cảm thấy ok, thế là xe xuất bến, giao tận giường cho các bạn luôn. Rồi. Như vậy, về tiền bạc thì đã có Toyota Thành Fukushima, công ty của Thái Lớn, tập đoàn 100% vốn của Nhật Bản, đảm bảo và chịu trách nhiệm với các bạn. Về tư vấn, từ giá cả, chọn ngân hàng, chọn phụ kiện, kiểm tra lắp đặt, rồi kiểm tra xe sạch sẽ, đảm bảo giao xe đúng thời hạn, đúng chất lượng, đúng cam kết, thì đã có nhân viên của nhóm Thái Lớn lo cho các bạn. Thái Lớn tin rằng những cái giải pháp mà Thái Lớn chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn, giúp cho cái việc đi mua xe, mua một chiếc ô tô trở nên đơn giản, dễ dàng và gọn gàng hơn. Và đây cũng là cái xu hướng mua bán hàng trong tương lai. Hy vọng rằng ngày càng có nhiều khách hàng hiểu và vận dụng để tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại trong cái việc mua một chiếc xe ô tô. Thái Lớn xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau hay và bổ ích hơn. Đặc biệt, Thái Lớn muốn gặp các bạn online nhiều hơn nha.